Vào khoảng 19:50 tối qua ngày 1 tháng 12, tại ngã ba đoạn giao giữa đường Lê Duẩn và Nguyễn Viết Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe ô tô và một xe máy khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 48D116005 do anh Nguyễn Quốc Tuấn, 37 tuổi, ở thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển, lưu thông trên đường Lê Duẩn theo hướng Đại học Tây Nguyên đi trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Khi chạy đến ngã ba Lê Duẩn và Nguyễn Viết Xuân, bất ngờ tông vào phía sau xe bán tải mang biển kiểm soát 93C11320 do tài xế Đinh Quốc Công, 39 tuổi, ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến anh Tuấn cùng xe máy ngã xuống đường và tiếp tục va chạm với xe chở rác mang biển kiểm soát 47C08296 do lái xe Nguyễn Ánh Dương, 39 tuổi, ở thành phố Buôn Ma Thuột đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả anh Tuấn bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy nằm dưới gầm và dính chặt vào bánh trước xe chở rác. Xe ô tô bán tải bị bể đèn, móp méo phía sau. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.